Chào mọi người nhá, chào mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo mình nhá. Đói, hôm nay vào nhà ông anh mình đột nhập cái xưởng đào su TikTok rồi ạ. Đấy, kiếm tiền ở trên TikTok. Sao đây? Đây. Vừa mới bán su à? Ừ. Chỗ này là 10 hôm làm đấy mọi người nhá. 20 triệu. Đó. Đây, kiêm cả YouTube luôn mọi người, nếu mà tìm hiểu cách đào su ở trên TikTok thì tí nữa mình gửi cái đường link cho mọi người vào tham khảo nhé. Đây. Đấy. Làm quên cả ăn đấy. Tiền nó là hóa mắt này. Đây là cái con máy chủ để điều khiển tất cả những cái máy xung quanh này nha mọi người nhá. Vẫn còn một dàn ở bên trên nữa là chưa thèm chạy. À, mọi người vào cái kênh này có hướng dẫn nhé mọi người nhá. Hướng dẫn nhiều, đây là cái kênh ham tìm tòi mọi người nhá. Đây là nội dung này. Anh up hết những cái video hướng dẫn ở lên đây rồi đúng không? Ai hỏi gì làm đấy. À, ai hỏi gì? Đấy, mọi người vào đây comment nhá. Tầm đêm đêm nó mới Dubai Nhật nó dương nó to đúng không? Ừ, đêm chứ bây giờ giờ này nó ít lắm, giờ này nghịch thôi. Tầm mấy giờ đêm mày? Nói chung là từ 12 đêm đến 4 giờ sáng. Đầy. Không có sức rồi. Đấy. Tóm lại là rất nhiều dương, tóm lại là rất nhiều dương. Đây có sức để nhặt hay không thôi hả? Đây là dương quài nghịch thôi. Ra này còn bị bóp tương tác không? Vẫn bóp. Bóp thì nó mạnh, bóp thì các kiểu bóp mà anh ba ngày nay nó là gì nào. Tóm lại là nó cũng nhiều cái lắm. À, nịt cả dàn thôi. Đấy. Đây mọi người nhìn này, đấy. Ví dụ như đêm thì mở được nhưng mà tầm này nhiều người nhặt. mở toàn dương không thôi nhá. Đây là mở bằng máy đấy, thế nên là mọi người đừng nghĩ nhặt bằng tay là đã có tiền đâu. Không có đâu. Bao nhiêu cái? Đây. Dạ. Bao nhiêu cái? Em ạ. Chắc là thứ bảy. Vừa ông Lịch gọi điện bảo là thứ bảy thì là ra đấy là mày phải ra đảo nữa để bác gọi điện nói chuyện với nhà người ta đây để định ngày ra không thì làm nào được anh bảo vừa được gọi dương treo này đó treo rỗng ăn được mấy mấy máy đây là dương treo đúng không đây hết rồi hết rồi đấy anh định 4 máy à, mỗi một máy là 5-6 xu chán lắm. Ngày thì kiếm được 500 triệu thôi, nhớ được 2 triệu. Đấy, mọi người vào cái kênh vừa mình quay cho các bạn đây là cái kênh là ham tìm tòi nhé mọi người nhé. Mọi người có thể liên hệ là chia sẻ cho luôn đấy, chia sẻ miễn phí luôn, không cần phải mất tiền học nhất gì đâu nhé. Không đấy. Bán máy, không bán máy, không dạy. Thích thì chia sẻ thôi. Thích thì gọi là anh em làm thì cùng nhau chia sẻ thôi. Biết gì bảo đấy. Ok, mình quay qua cho mọi người xem đây thôi. Thì mọi người xem được cái video của mình hay hữu ích cho mình like đăng ký nhá. Và chia sẻ video giúp mình nhá.